bị bạn bạn STF này hôm qua. Chào em Lo Forever. Chào em. Nên em con của Su quá hả? Đây nè, đợi tí. Ô, Su thủ dai lắm á. Fan Su nha, tên liên quan nè. Nhìn thấy không? Nhìn cái chữ Su, bạn ấy biết không? Ôi, tôi chết rồi, ấn nhầm với cái gì rồi. Ôi mẹ ơi. À đây rồi. Fan Su thấy không? Cái gì? Su lét cái gì? Không, lỡ lờ thì mình lại không biết chơi chứ. Thế mới đau chứ. Lỡ lờ mình lại không biết chơi. Mình chỉ biết chơi liên quân thôi. Thấy không? Thôi đi cái gì mà chưa ép chứ. Chào Hào, hello Hào. Tấn Dương á hả? Ok, show xong rồi nhắm, chứ bây giờ đang show mà. Show xong chơi, đợi tôi chơi với. Mọi người đừng chơi trước. Anh, em thề em không thể anh tên của anh luôn. Nếu bây giờ anh muốn kết bạn ấy thì bây giờ anh comment vào một cái gì đi. Comment vào ảnh đại diện của em đi. Su mới đang ở vàng 1 thôi, tại vì không có chơi mấy. Chào Su xinh gái. Mình sinh năm 97. Thôi đi. Ok anh Duy. Tên của anh là gì? Kết bạn với Su đi thì mình chơi cùng nhau. 9 giờ chơi nhá, tại lúc đấy em mới về đến phòng. Chị đã kim cương không? Lần trước là kim cương rồi, xong rồi bây giờ tụt xuống. Từ lúc mà nó cứ reset hẳn á, xong rồi mình bị tụt xuống nhiều quá nên là mình không có chơi nữa. Kiểu như bây giờ chỉ có vừa mới mua được con L'Oreal xong. Cái gì? Bạch Kim 2 là hôn mình hôn nó mấy bậc quá. Đi show hả? Em thề là em không thể tên của anh luôn. Chào anh Trần. Hôm nay em chỉ nói chuyện. À không, có tí nữa hát mấy bài. Fan show á. Thấy không, đây này. Ít mất nhầm người rồi. Hello, show thơm lách. Tớ không chơi được liên minh điện thoại đâu. Tớ chỉ chơi được liên quân thôi các cậu ạ. Khoa không ngủ được á, nên là thức thế ạ. Đan Su kiểu gì mà Đan Su. Hello Su thơm nách. Đánh game chủ gì? Không, hôm qua em không đánh game. Em thức em on Facebook ạ. Nghe đồn bịt mặt, hôm qua mình bảo là mình sẽ không bịt mặt nữa mà. Mình sẽ không bịt mặt lên show nữa mà. Tí nữa mời nha. Em để tên mới được không là sao? Để nguyên tên đấy đi, Ok. Ai để tên giống ông Bin là mình block Facebook. Em là hỏng bàn phím. Chào em. Giờ này hai thế em tí tớ tạm tân thủ. Không, riêng cậu tớ không kết bạn. Riêng cậu tớ không kết bạn đâu. Hello Supler. Riêng cậu tớ không kết bạn đâu. Bạn SSD gì gì đấy á. Thủ dài quá. Thủ dài đang tớ không kết bạn với cậu đâu. Liên quân chỉ có. Ok em. Bình thường, tớ biết tớ là còn bình thường rồi đấy. Nhưng người khác là người ta thù dai hơn luôn. Tớ là còn bình thường rồi. Không, tớ không ghét bỏ cậu đâu. Nhưng mà cậu ăn nói á. Cậu ăn tại cậu ăn nói buồn cười quá. Nên là tớ phải. Tớ không ghét cậu. Tớ chỉ giận dỗi cậu thôi, không ghét cậu đâu. Just as long as I know you got me. These friends keep talking way too much. See, I should give
Đêm trắng hả? Ok. Nhưng mà Hào ơi, Su đang bị đau họng lắm. Bây giờ hát nó không hay đâu. Hát bài khác nó nhẹ nhàng hơn đi. Không. Bác chị bình thường. À thật, bình thường nó sẽ dài đến đây. Nhưng mà hôm nay mình quấn xoăn lên ấy, quấn lô lên là nó chỉ có một xíu. Nó lên tầm mấy phân bằng này. Bây giờ chào Doremi đúng không? Phải Doremi không? Hay là ai đấy? Hát bài gì bây giờ nhỏ? Bài gì bây giờ Hào? Bài gì? Bài gì bây giờ nó nhẹ nhàng thôi. Tại vì đang đau họng lắm. Dạ đúng ạ cơ. Bố ơi mình đi đâu thế á? Bố ơi mình đi đâu thế? Có biết không ta? Hello. Ơ, có biết hả? Bố ơi mình đi đâu thế? Tại sao? Nào, hỏng bàn phím ngồi im đi. Khắp đất trời thích bỏ ai lên núi hay đi lên rừng bơi xuống sông hay xuống biển bò ơi tự nhiên con lạc qua nào tự tin lên đấy con thế giới dẫn tay đón mừng có bao con ta đi cùng khắp nơi đi là nhà. À, cái gì nhỏ, tại sao lại treo? Lại treo chứ. Nên mà áo trắng nó cứ bị đổ lấp da những kinh lắm. Anh cô nhẹ tí em. Tên của anh á? Tên liên quan của anh á? Hát bài chữ tình được không á? Bài gì chữ tình rồi? Bài gì nó nhẹ nhàng đó? Tại vì tôi đang bị đau họng lắm. Chào, hello Kiệt nhá. How Shangni, How Shangni, ok How Shangni đi. Bài How Shangni của bài nóng thế nhở? Đợi em một tí em đi lấy cái bye bye, em đi lấy quạt. Chua luôn, giọng quá đanh luôn, quá đanh quá chua luôn, vừa đanh vừa chua. Nhưng mà không đánh đá đâu, tôi quá hiền. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, em hỏng bàn phím nói đúng rồi, nó chuẩn là như thế đấy. Nhiều khi vô vẹn là mình muốn nhắn tin rằng em nhớ anh mỗi ngày. Giật có đôi mình là nhiều giờ trên máy bay. Vì em đây chỉ là cô gái yêu
Xin để em nhớ anh rất nhiều. Dù trời mưa hay nắng to, trái tim này chỉ biết nhớ anh. Người con trai mà em nhớ mong là một chàng trai Việt Nam dễ thương. Lần đầu tiên gặp nhau em đã cho anh phấn vương. Giờ cô gái từ phương xa đến như em biết cách nào để nói xa. Đành phải tung một lời thương men mà em đã rất thân quen. Hào sáng mi, hào sáng mi, hào sáng mi, hào sáng mi. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Hào sáng mi, hào sáng mi, hào sáng mi, hào sáng mi. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Hào sáng mi. Chào anh Phong. Tớ anh Phong. Hả? Lúc nào thế? Nếu không có Facebook xem lịch thóc á, ngày mai là lúc 18 giờ. Nói chung là tuần này là 18 giờ này hết. Nhớ anh rất nhiều. Dù trời mưa hay nắng to, trái tim này chỉ biết nhớ nhung. Người con trai mà em nhớ mong là một chàng trai Hàn Quốc dễ thương. Lần đầu tiên gặp nhau em đã cho anh vấn vương. Giờ một hôm từ phương xa đến như em biết cách nào để nói xa. Này phải hết thương men mà em đã rất thân quen. Hào sáng ni, hào sáng ni, hào sáng ni, hào sáng ni. Em nhớ và nhớ và nhớ vất nhớ anh. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Hào sáng ni, hào sáng ni, hào sáng ni, hào sáng ni. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Hào sáng ni, hào sáng ni, hào sáng ni. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Em nhớ và nhớ và nhớ rất nhớ anh. Hào sáng ni, hào sáng ni, hào sáng ni. Ơi ơi, sao vậy Phong á? Nói đi. Nói. Gọi đi, nói đi. Doremi để tên gì á? Phải Doremi không ta? Doremi hay là ai đây? Em đã yêu người mới của ai cơ? Tại vì chưa nghe bài này bao giờ luôn. Chưa biết bài này. Chưa biết mặt mũi bài này nó như nào luôn á. Nói chuyện nhiều hơn đi, tại vì hôm nay Su đang ốm mà. Em không biết để tên gì cho ngầu. Su cun ngầu. Đấy là Su cun ngầu đi. Để là Su cun ngầu đi. Để tên là Su cun ngầu. Cũng không biết hát luôn. Bài này cũng không biết luôn. Eva là gì? Chiều hôm ấy á. Em đang hát về người yêu dấu ơi, có nghe chăng? Em đem tiếng cười bằng môi á hai xa trốn đây. Những giây phút ghi chặt tay nhau, những câu nói thì thầm bên tai bấy lâu. Mùi hương thân quen còn in. Em sẽ nói phòng nghe về đại dương xanh. Em sẽ hát for what nghe nhịp tim cả em với anh. Ta sẽ nắm tay nhau đi trong trên từng con phố quen. Yeah yeah hey, na 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 na. You are my everything. Na 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 na. You're in the service to me. Nói gì luôn á, không nghe nói gì luôn, tránh khói á, không nghe bạn nói gì luôn, không nghe thấy gì á, kiểu mắt mình cũng không nhìn thấy bạn đấy, bạn ấy nói cái gì luôn á, ủa, AOD là cái gì đấy, tại sao phải là Su hải tặc, tại sao phải là hải tặc, Pirate King, cơn mưa, những con phố hàng ngày đi xa đón đưa, mùi hương thân quen.
sẽ nói anh nghe về đại dương xanh. Em sẽ hát anh nghe bản tình ca em với anh. Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen. Yeah, yeah, hey. La 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 la. You are my everything. La 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 la. Joy not so bad to me. La la la. Sometimes you make me cry, but I don't wanna say goodbye. Xuân sẽ nói anh nghe về đại dương xanh. Xuân sẽ hát anh nghe bản tình ca su với anh. Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen. Yeah, yeah. Này em vào có phải đổi tên không? Dạ có, lúc nào em cũng phải đổi tên hết đấy. Lúc nào em vào nó cũng là Nguyễn Phương Anh Idol 44. Hello anh Khâu và Lê. Hello Lê. Lắc cái mông chào vô mô nha. Cái gì lắc cái mông để cho cái gì? AOD là cái gì? Mày đang ở đâu quá? Là sao? Không không biết sao đâu nhưng nó bị hát bài này luôn mọi người nhá. Chẳng biết tôi tin em của ngày hôm qua thì hát beat, beat guitar nhá. Hôm nay thóc bị lỗi ăn ở lag á. Tất cả mọi thứ đều lag. Zip love á. Zip love của Tira đúng không? Thôi hôm nay không hát nhạc Hàn đâu không ấy. Chỗ em nó giật. Gọi tên của anh là nắng, để em được làm mây trắng. Bên anh quên quýt mai chẳng rồi. Và khi gọi anh là mưa, chẳng thể gần lại được nữa. Em mang ấm áp đi xa, và để giờ mình anh lại vơ vơ. Lạc vào giấc mơ rồi lại chơi vơi. Mình giữa đất trời nơi nào xa xôi. Màn đêm tối ai dẫn lối anh để gần sâu mãi. Và dù muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước mơ về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày em chẳng nhận ra. Đêm trôi hoài đã bao nhiêu một trong người không thấy bóng dáng ai bên cạnh. Tôi đã thêm lạnh mưa cả tôi ngấm mơ tràn lâm nhá. Không bạn nhắc thêm một lời. Thôi này nóng thật kiểu anh dành cho nắng và sương mãi sẽ là mây trắng. Bạn yêu không biết hát. Và đi em lại bơ vơ là pha ô vẫn còn bánh trung thu. Ở đâu ra vậy? Hình như hết hạn rồi sao? Màn đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mãi. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình về hạnh phúc ấy, hay là nỗi xót xa. Có hay rằng tình yêu em luôn bao la, rồi sẽ đến một ngày có gặp nhận ra. Tình ta như đóa hoa để khi nắng mai, khi đôi môi lại rạng rỡ, tình ta chẳng phai nhòa. Và em muốn biết nơi trái tim vẫn nhớ thương âm thầm bao lâu nay, sẽ mang đến cho mình ước.
sẽ đến một ngày em chợt nhận ra tình ta như đóa hoa đợi khi nắng mai. Khi đôi môi lại rạng rỡ, tình ta chẳng phải là bài. Hello H, hello HV nhở. Chào cậu. Ủa cho mình mời cái bài gì đấy. Mọi người đã nghe bài mới của Rớt Tê Ti chưa? Nó chỉ có tia sơ thôi mà hay. Hello, hello Tuyết nhở. Chào Nguyễn Tuyết nhở. Hello Anno. Chào. Là sao? Ở đây mọi người nói chuyện với Su đi. Cái hôm mình nói nhiều, mình nói nhiều thì không ai nói. Xong cái hôm mình cảm bị ốm ấy, nói nhiều thì không ai nói. Xong rồi hôm mà mình cứ hát thì mọi người lại bảo là Su không nói chuyện. Hôm nói chuyện là sao mọi người không nói? Nói chuyện đi ơ chứ, nói nhiều một chút, nói nhiệt tình đi chứ. Biết là đang hát ra sao nói rồi. Chào nội bình yên. Chào nội bình yên, nội bình yên là ai đây? Ô, ô. Tại sao lại, tại sao? Nói chuyện nào? Qua chắc tương tự cái gì, Bàn phím bị liệt rồi á. Tại sao liệt cái gì? Ờ bị ốm mà giọng có lên được đâu. Hôm nay hát như cái con bị làm sao ấy, bị như kiểu cái con bị yếu sinh lý. Halloween á. Hay có bài Halloween của Nguyễn Đình Phong luôn á, mở cho mọi người nghe nhá. Sao sao bị Halloween rồi ấy? Halloween. Sáng nay em giờ em không nói được cơ, xong rồi một lúc sau mới anh mới đi coi tho về bên. Hello anh Tiến, chào anh Tiến nhá. Bài Halloween là của ai cơ? Tại sao có đâu? Nguyễn Đình Phong làm gì có đâu em. Chào nghiện véo nhá. Đây rồi, official luôn. Nơi bình yên. Chào nơi bình yên nha. Yes sir. Trong bên kia xem, ô hai ai đang lem nhem hóa trang thành. Nói đừng có gây sự. Tối nay anh khủng bố cái gì? Anh khủng bố cái gì cô? Anh định khủng bố gì? Chào bay. Không ngủ được chứ không phải em cố tình đâu. Đâu có cố tình thức khuya đâu. Mấy lúc em đi nhuộm nó nhuộm cái tóc vàng, tóc đen chỗ này thành màu vàng cho nó đẹp. Tại là nhìn như con bản luôn á. Tại là nhìn không khác gì con bản luôn. Tóc tai thì nửa đen nửa vàng. Đấy, tuần sau em đi nhuộm lại rồi. Cậu đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Hả hả. Đi đâu? Anh nhộn màu gì cô? Chào cơ mờ. Con bản á, con bản là cái con mà như kiểu là nó xấu xí ấy. Chẳng... Mọi người có biết con bản không? Nó củ chuối, á phải, nó quả, nó nhìn nó chuối lắm. Nhìn nó chuối lắm. Nhưng mà em hay gọi con bản, mọi người thử sốt lên rồi xem. Có đây. Em nhuộm màu gì, anh nhuộm màu đó. Ô, ăn cơm đi, xéo đi ăn cơm đi. I love you. I love you. Em hỏi
sau Google đi. Xấu như con bản, bên trên em gọi là xấu như con bản. Hello Black nha. Chào phản tiếp nha. Hôm nào Halloween bạn nào đi chơi về tổ không? Như su anh phải xin. Mà Halloween nó vào thứ hai rồi. Halloween nó vào thứ hai rồi. Không được, không đi được. Đi học. Sao tặng quà được su đây là sao? Tặng quà gì cơ xoái? Lên núi á? Thôi, nhà em cũng ở trên núi. À, nhà em cũng ở trên núi mà em lạ cái gì? Đi được cũng sớm á. Nhà em cũng ở trên núi mà em lạ cái gì? Núi với cả cỏ ở đây nữa. Thế nên là có dẫn đi á thì có mình á, mình ở Hà Nội cơ cậu. Em á? Ừ, nhưng mà nhà em ở trên núi. Thế nên là em còn lạ gì nữa, anh còn dẫn đi núi thì em đi làm gì? Không quan tâm hơ. Mình không thích núi. nhà xu ở trên núi cơ, cao lắm. Ở một nơi nhiều núi, nhiều cỏ, nhiều cây. Một cái gì đó. Một chỗ nào đó nhiều núi, nhiều cỏ, nhiều cây. Dẫn đi núi mới sợ ở, em cũng không hiểu. Không, xuống biển không thích. Thanh Tước là cái gì? Không lo tâm. Thanh Tước không phải, Thanh Tước là cái gì? Nghe bài này đi mọi người, bài này cực. Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa. Nhìn qua hàng cây được bao nhà em cũng ở trên rừng mà em bảo rồi, nhiều núi nhiều rừng mà em không cần. Nhiều nỗi nhớ em. Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm sao. Nhìn lên trời. Dạ chưa, chỉ có tiết sơ thôi, chưa có bài gì hoàn chỉnh đâu. Còn bấy nhiêu những nỗi em su con. Ai mà chả là con Lạc Long Quân. Thế nên à? Khi mưa còn chưa tới. Chưa ra anh ơi, bài này hay nhổ. No. Sợ mình sẽ khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mình. Em cũng đang hỏng bài này đây, quá hay luôn. Em ơi chờ anh với. Con ông cơ. Đã lỡ yêu em rồi. Chẳng dám nhớ ra rồi. Cứ nhắm mắt em lại vào phía mắt mơ. Dù nắng mưa bao mùa thì tin anh đã yêu em. Đi đêm trẻ nó vẫn giữ đó bầu trời của riêng chúng ta. Để gió mang đi về một nơi không người đã lỡ yêu. Mình đã lỡ yêu. Hôm nào bà để mà ra phát thì em phải hóng một phát, em học luôn bài này luôn. Gia Viễn nó rất là thích bài này luôn. Yêu bài này từ cái nghe đầu tiên. Bài này á, đã lỡ yêu su nhiều. Đã lỡ yêu su nhiều nhá, bài này là đã lỡ yêu su nhiều. Đùa đấy, đã lỡ yêu em nhiều của rất là thi nhá. Thế cô à, đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa. Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa. Là trong anh được bấy nhiêu nỗi bài gì cô? Đừng yêu khi tàn phai. Bài đấy không biết á. Rồi thì anh chỉ biết đếm sao. Nhìn lên trời cao. Chào Hồng Đào nhá, chào Hồng Đào chào cậu. Là trong lòng anh còn bấy nhiêu những nỗi lo. Sợ mình đánh mất em khi thu vừa sang lá xanh bông úa vàng. Khi mưa còn chưa tới. Hôm nay nhìn mình yếu đuối lắm. Em thấy người yêu mới no. Sợ Rama mình sẽ là bài gì? Em yêu phai nhạt hơn. Không, cho chị nghe nốt bài này đi. Chào chia tay nhá. Cất ra Mita. Vì đã lỡ yêu em rồi. Này, bị người ta bị ốm nhưng mà mặt người ta vẫn không gầy đi được chứ. Chào anh Nam. Anh Nam lúc nào cũng vào muộn. Hôm nào cũng vào muộn. Hello mà ngắm bé Su. Chào Nguyên Quyên nha. Đã lỡ yêu. Mùa thu năm 2017 coming soon.
bài này sắp ra rồi, sắp ra rồi, sắp ra rồi. Cho mình hát lại một lần bài này, mình hát thử một lần bài này luôn. Dạy không xung làm gì, làm gì? Người ta mất nhau là bài gì? Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mơ. Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa, là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em. Đã lỡ yêu anh nhiều rồi thì em chỉ biết đến sao. Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao, là trong lòng em được bấy nhiêu những nỗi đau. Sợ mình đánh mất em khi thu vừa sang lá xanh bông úa vàng. Khi mưa còn chưa tới, em thành yêu mới. Sợ mình sẽ khiến em yêu phai nhạt hơn giữa mênh mông bốn bề. Anh ở trời trôi vơi vì đã lỡ yêu anh rồi. Chẳng dám hứa xa rồi, cứ nhắm mắt em lại vào phía nào lỡ lo. Chỗ này không biết hát. Mưa bao mùa thì tình anh đã lên em rồi. Chẳng phải kiếm đâu xa, vẫn giữ đôi bầu trời có riêng trong chúng ta. Thế gì cơ? Cậu nói rằng miền Nam á, cậu có nói được một xíu, nhưng mà không rõ thôi. Đợi bức tường kia sụp đổ mà lâu quá. Hay lắm. Ơ, Kasumita, 8 giờ mới xem được á. Ủa xem gì sao bây giờ anh vẫn sang xem này anh Nam. Kasumita anh Nam, nói thử tôi nghe đi á. Cho tấn anh chiêu trên Chelsea à, đọc là Chelsea hay là gì đấy quá. Chào, hello. Đã lỡ yêu anh nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mơ. Ủa, vẫn xem được cơ, vẫn xem được này. Đừng có bảo là số hôi nách, đây là số thơm nách, ok. Đã lỡ yêu anh nhiều rồi thì anh chỉ biết đếm sao. Em cũng sắp hết sâu. Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao. Em toàn sâu tổ này thôi, chắc anh không xem được. Bấy nhiêu những nỗi lo. Sợ mình đánh mất em khi thu vừa sang lá xanh bông úa vàng. Khi mưa còn chưa tới. Bây giờ em hát một bài xong rồi mọi người cho em một cái icon. Tích chất vừa đúng một cái icon đấy cho đẹp. Lớn nhất hôm qua xem sâu của một chị ấy bảo cả mọi người tích chất đúng một cái. Tao dùng icon đấy, không dùng icon đấy. Icon để tao xem có icon gì đáng yêu. Không đổi được tại vì cả tuần này đều là sâu rồi, 18 giờ dung này hết rồi á. Đúng rồi, icon đấy hoặc là icon môi đi, icon môi đi. Icon môi. Đi con mồi đi, đúng rồi á. Bây giờ em hát một bài gì đó đáng yêu xong rồi mọi người lên đi con đấy cho em nhá. Không, không phải đâu, đi xem idol thế mà. Em thấy em thích chị đấy lắm. Em hay đi ngắm idol khác lắm nên là em rất thích xem rất thích xem mấy chị ấy á. Dù nắng mưa bao mùa thì tình anh vẫn. Cậu chưa cậu đi thì kệ cậu tự cậu đi đi mà tìm đi. Để gió mang đi về một nơi không người đã yêu. Vì đã lỡ yêu. Em không biết ạ. À. Chị không nhớ tên, chỉ biết chị đấy hát rap hay. Thế là mình rất thích ạ. Nên là chị ấy rap hay nên là mình rất thích. Mới ngồi xem chị đấy đến quên cả ăn trưa ăn tối luôn. Hôm qua sâu xong phát ngồi xem chị đấy quên cả ăn tối luôn. Xong rồi đi ăn tối lúc 8 giờ 9 giờ. Hi. Đã lỡ yêu anh rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa. Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu. À có bài này rất là hay nữa. Vậy làm sao uống thuốc? Bye bye anh Nam. Ủa anh Nam lên VIP luôn chứ. Anh Nam lên VIP 1 luôn chứ. Sợ thật. Bài này cũng rất là hay nha. Đúng. Đúng rồi hình như là. Đúng rồi. Chị đây đúng chị đây đúng chị đây. Ô
thì kệ em chú. Anh chưa thể ngủ được. Ok cậu, chả đâm đó không nha. Không phải như đâu. Cherry. Cảm giác đắm say cứ thế đong đầy trong nơi trái tim. Thật thứ bấy lâu nay anh đã kiếm tìm. Lê có hay xem chị ấy sâu không? Những câu chuyện thật dài bối tối. Những phút giây ngập ngừng bối rối. Tiếng em cười và lời em nói khiến anh giờ đã như quên mất lối. Những khi chạm đến gái đôi mắt, anh chỉ muốn ôm em thật chặt để anh nói em nghe, nói em nghe lòng anh. Người ơi em có biết anh đã yêu em rất nhiều, chẳng cần những lý lẽ để ghi lên câu tình yêu. Là người không quan tâm nhưng anh thực sự nhớ em, muốn nước cho che cho em nhũ. Đêm lạnh về anh chỉ nói yêu em rất nhiều. Tổ thứ hai mà thứ ba đi học rồi. Sao không đi? Hello Facebook nha, em Hà Nội. Chốt lỡ yêu rồi. Không ạ, em không thích, không cần. Em chỉ là thích nghe người ta rap thôi. Em hay đi xem show lắm, chị nào xinh rất là vào mắt em ngay. Người ơi anh có biết em đã yêu anh rất nhiều. Yes. Chẳng cần những lý. Em đang bảo là về giọng giọng hát. Hiểu không hả các bạn SD, F chưa? Người ta đang thích giọng hát chứ không. Còn ai sinh sẽ sinh kiểu hẳn sẽ lọt Còn những ai mà giọng hát chất rất là. Cho em như đêm lạnh về, anh muốn nói yêu em rất nhiều. Lọt vào danh sách sinh, sinh và hát hay. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không, không có anh. Chị ấy rất là nói chuyện rất là. Mà thôi bỏ đi. Không nói, không nói. Không nói nữa. Đúng rồi. Em chỉ nói mà thế thôi, chứ bao giờ là mọi người bàn tán là quên mất em á. Mọi người quên mất em ở trên này luôn á. Ô chào. Yêu em rất nhiều. Quên sâu thôi đi mọi người, quên hết em rồi. Một nón cho tâm hồn anh. Em vẫn nói rằng nó đang ngầu mơ. Chuyện tình yêu dài thế có hát thứ gì. Nhưng thôi đang mặc kệ cứ yêu đi. Sẽ yêu em bây giờ. Ủa từ chỗ em sâu về nhà đi xe buýt. Đúng rồi anh đi xe buýt đó. Đi xe buýt đó. Thấy khó chịu chưa? Thấy mệt chưa? Em ơi yêu biết anh đã yêu em rất nhiều. Tất nhiên rồi đi chẳng thần. Biết đi xe máy đâu mà. Có biết đi đâu. Nếu nếu mà em có thương anh, chẳng sẽ ta đưa anh vào đoạn tới tận mây. Nếu nếu mà em có thương anh, mang cho cao sang thư chuyện ngày. Em ơi, em biết ơi, đã bao mùa lâu chờ mong sao em vẫn chưa lấy chồng. Em gái ơi, để quê anh ta những giây tình mộng. Em đang học bài này. Về quê anh ta sẽ
say tình nồng hơn mong. Nhà anh thì không phải mặt phố chỉ là biển cả bên hông. Người ở đây thì mặn mà rám nắng như ngon bên trong. Còn em là hoa vẫn chưa chịu liệu có bằng lòng hay không. Bằng lòng đi về qua anh đưa em đi xem hương sắc. Có núi sông có biển cả những điều xui ở ý anh thế ô. Xuyên đêm bên nồi bánh chưng còn câu chuyện kể năm xưa. Thế cô không á, thế cô á. Đâu em bật trước rồi xong bây giờ em bị em to á. Chào anh trai nắng nha. Cò thì bay là lời ai ở trên ruộng đồng quê ta. Nơi yên bình dấu em học bài này rồi em sẽ ra cho mọi người nghe nha. Hoa sao đám người chen nhau để sống giữa bồn bề và bồn ba. Về qua anh ngắm biển xanh nắng vàng cát. Chàng trai già dưới bước em đi bao âu lo chẳng mệt. Hàng chưa thì lập bóng và gió đút cho từng đường sống. Về qua anh mình đón tin này liệu em có bằng lòng hay không em. Nhớ nếu mà em có thương anh, dân sẽ ta đưa anh vào gặp sẽ tâm mê. Nếu nếu mà em có thương xuân, mang chầu cao sang đưa tiền nhà em. Bài này á, bài này là bài nghiêm túc của Bin Boy nha. Sợ bóng sợ em vẫn chưa lấy chồng. Lấy chồng đi em. Vợ bé nhỏ thì sống với anh trong tương lai. Nhà anh chẳng có gì ngoài điều kiện và anh đang không thương ai. Cơ anh có biển cái chiếc tàu đi ngang ánh mặt trời mọc trong sương mai. Và cuốn nhật ký có bài gì, bài gì hay đấy nhở. Em đọc một chút rap trung tình nha. Nhưng em là ai anh chưa tìm được dù đi từ Nam ra Bắc. Ba mẹ muốn anh có vợ và con dòng họ. Hồng cháu, ba mẹ muốn họ ghét đi em, không thích bài đấy. Bài gì trước á? Bài trước là bài nghiêm túc của Bin Boy nhá. Mọi người hãy để cho Su rap bài này cẩn thận. Đã Su kể cho anh nghe nỗi buồn của Su vài tháng trước. Để được con gái ôm nhấp với 40kg đâu phải ai mơ cũng được. Sáng dậy trễ để chưa ăn cơm còn chiều làm gì thì chưa biết. Tối thì ra đường chỗ cha đi chơi nhưng tại ông trời là mưa miết. Su đành ở nhà đàn thân bác á đủ cuối cùng Su gặp anh. Nước da ngâm đen mặt thì để mụn nước sau trí phèo thì đâu kém. Nhưng mẹ Su bảo yêu vì tâm hồn vì đúng là chị yêu. Nên Su cắm đầu cắm cổ bưng theo rồi biết bạn bè nó Su đuổi kiểu gậy mày xấu mẹ mày lùi. Nhìn cái tướng như con heo sao mẹ nói tao nó giống Sơn Tùng. Và mẹ rất chịu thằng theo bắt đầu nỗi điên rồi phải không. Sợ trò đầu gấu rồi phải không. Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Su đâu chơi trò vu khống nhưng mà khổ nỗi là Su yêu anh. Su đâu nó miệng đồi chỉ là đôi khi làm điên nhắn tin. Nên Su giả bộ mất công chuyện rồi để ăn chờ đợi. Để ăn hỏi thăm đơn giản Su thích vậy. Nhưng mà cho Su hỏi nào khi nào mình tiếp tục cãi nhau đây. Yêu là ghen, yêu là mong, yêu là chờ, yêu là nhớ. Yêu là giả lơ hết mấy nhỏ kia ra không ăn bàn tay biết chờ. Yêu là mong mỏi đợi chờ đơn giản chỉ là dòng tin nhắn. Yêu là chị hôn mẹ nào đôi môi bạn bè không chơi trò bắn. Yêu là ghen, yêu là mong, yêu là chờ, yêu là nhớ. Yêu là giả lơ hết mấy nhỏ kia ra không ăn bàn tay biết chờ. Yêu là mong mỏi đợi chờ đơn giản chỉ là dòng tin nhắn. Yêu là chị hôn nhẹ vài môi thôi đặc biệt không chơi trò cắn. Học hành riêng năm cuối cùng Su cũng thất nghiệp. Chỉ có yêu anh là đủ điều kiện để mà em đủ điểm tác nghiệp. Em ráng đội kịp với mấy nhỏ kia là phải đi tay ga đồ. Nhưng mà mỗi lần đứng trước nhà anh bị cho nó xí đạp xe không nổ. Anh bảo gì Su cũng nghe. Anh nói gì Su cũng làm hết dù có nhảy dù ngựa bằng vì nguyện vì anh ăn cũng chết. Nhưng Su chỉ xin một điều, một điều đơn giản thôi. Là đừng bao giờ bàn chuyện cưới nhau vì tiền đám cưới. Không có thối tính em hay hài và ít quan tâm. Những lúc thế này chỉ muốn thời gian nó trôi thật chậm để được bên anh, để được đối láo khi anh không tha thứ, để được ôm anh khi mùa đông về. Đồng này anh biết chứ nên Su phải cố là không cãi nhau vì mặt anh xấu lắm. Và Su phải lái chuyến xe tình yêu đến nơi nào không tối tăm, đến nơi mà Su tự vào với anh có trong trắng quay ở đó. Và sẽ đến nơi như trong bài hát ngôi nhà và những đứa nhỏ. Yêu là ghen, yêu là mong, yêu là chờ, yêu là nhớ. Yêu là giá lơ hết mấy nhỏ kia ra không ăn bàn tay biết chờ. Yêu là mầm mỏi đợi chờ đơn giản chỉ là dòng tin nhắn. Yêu là chị hôn nhẹ nhàng môi thôi đặc biệt không chơi trò cắn. Yêu là ghen, yêu là mong, yêu là chờ, yêu là nhớ. Yêu là giá lơ hết mấy nhỏ kia ra không ăn bàn tay biết chờ. Yêu là mầm mỏi đợi chờ đơn giản chỉ là dòng tin nhắn. Yêu là chị hôn nhẹ nhàng môi thôi đặc biệt không chơi trò cắn nhá. Bài gì hay nữa nhỉ? Ai dính có mắt điện thoại đâu. vẽ yêu thương chưa biết. Vẽ yêu thương của ai á? Bài vẽ yêu thương của ai đấy? Tôi không biết bài đấy của ai luôn. Hôm nay cái gì? Cái gì cơ? Bài học tình yêu cũng không biết. Vẽ yêu thương của Phúc Bin hả? Vẽ để em về học nhá. Vẽ yêu thương
Tôi đây này là xong rồi à? Thôi mình sợ chứ. Ok, cứ nói cái gì đấy, hình như là chat ấy đúng không? Vậy yêu thương để em thử xem mình có rap được không nhá. Nghe quen quá à. Để thử xong hôm sau sẽ học được. TV production. Nếu em là chú anh đài thì anh là Lương Sơn Bá. Nếu như em là Suka thì anh là Nobita. Anh là cây, em là lá, anh là bướm, em là hoa. Thờ đông lạnh thì đối với anh em chính là món quà vô giá. Nếu là em là chú anh đài thì anh là Lương Sơn Bá. Suka thì anh là Nobita. Anh là cây, em là lá, anh là bướm, em là hoa. Thờ đông lạnh thì đối với anh em chính là món quà vô giá. Vậy năm trước là khoảng thời gian vẫn đây. Thủ thức cố thôi bỏ đi chứ có học được. Bài nào học được cơ, bài nào học được. Bài không biết bài này bài gì luôn á. Nó không biết bài này bài gì. Chưa nghe bao giờ. Khốn nạn là ai nhở. Để về học đã, bây giờ hát phát là hãy yêu thương. Chắc thù luôn bài này luôn á. Cái avatar su béo thế á. Đợt trước béo lắm, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Kiểu như là nó chỉ có cái mặt phúng phính thôi, chứ còn chẳng có cái gì cả. Chẳng có cái gì nó nói ở đây cả. Nóng quá mọi người ạ, ở đây nóng thật, thật sự rất nóng. Dở à? Không có là không có. Nhẫn này là được các bạn ở Zoom tặng hôm sinh nhật. Hơ đeo mỗi đeo vừa mới ngón này thôi. Mỗi ngón này không đeo vừa này. Có bao giờ mày tự hỏi thế nào là cảm giác yêu xa? Có bao giờ mày tự nhủ lòng bỏ qua tất cả để yêu người ta so với khoảng cách thì lớn đó? Đôi khi tình yêu không hề cũ, xa mặt cách lòng dù lớn đến đâu, dù nhiều mức nào liệu có đủ. Người ta cứ sợ là yêu xa, tình cảm sẽ dễ dàng thay đổi nhất. Bởi ai không dễ mụi lòng với những yêu thương rất gần rất thật ngay trước mắt của mình này. Không hẳn là trọn vẹn mãi đâu, nghẹn lòng một tí rồi đau buồn. Ở nơi hạnh phúc đang đong đầy, yêu xa là trông ngóng, yêu xa là nhớ đến mỏi mòn. Là những khoảnh khắc tụt thân cần một phần tay ôm vào nhưng không chọn. Là khi bàn tay muốn tìm lấy nhau vô tình tìm hoài mà không thấy, nhưng thay vào đó là những ai cần yêu thương đong đầy ở tim này. Cảm ơn anh gấu đẹp trai cao 1m8 nhá. Nhớ thương từng ngày người yêu ơi, anh đừng lo nếu ta đừng xa. Tình mong manh trôi về đâu nếu lòng em hứa yêu thật rồi. Cầm tay nhau ta chung đôi hay yêu thật lâu. Bài này không hay. Hờ, nhiều gấu thế. Không biết có đẹp trai thật không. Ê, còn mấy chưa đem mua tặng đeo luôn ạ. Thế cô lê anh. Thôi hơ, không cần nữa. Đeo thế thôi, không mọi người ta bảo giống con bản. Mình đã nhắc từ con bản rồi mọi người không biết. Hello Nobita, vẫn đợi Suka nha. Vũ trụ này hiện bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất làm em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ vào cả thế giới để yêu anh. Anh không nghĩ để cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Anh không yêu một lời nói, anh yêu một thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết đủ đâu mới là. Anh làm thế là hơi bị độc ác rồi.
Sài Gòn này quá chật chội đã làm cuộc sống anh lấm lem. Những lời nói vơ vẹt tình cảm là anh đừng nghĩ xúc các cơ. Em có thể đánh vần trái tim bằng từ nhỡ nhau sắp nhớ. Em ghé ôm trời cho anh và em gặp gỡ. Sau đó bắt hai ta xa nhau anh như lại cá đến bộ tập thở. Thế cô á, em có biết anh là ai đâu mà. Chưa bảo lần đầu tiên gặp trong sâu luôn. Em mãi mãi yêu anh, mong anh một thôi đi. Dài. Gió ơi xin gửi lại chút thương đến bên em nằm mơ em mơ. Lời em nói thì thầm đến nhẹ nhàng nên chút ít yêu thương. Hạnh phúc khó khăn lắm mình mới có được, vì thế nên em đâu dám đem ra cá cược. Cuộc sống em giờ có anh như vậy là đủ. Em không muốn yêu hay quay lại người cũ, đơn giản vì em xác định được mình thương ai. Em muốn mình cố gắng hơn nhiều cho tương lai. Mặc kệ con đường này đi nhiều chướng ngại, anh sẽ cố dẫn em theo nếu lỡ xu còn vướng lại. Hôm nay trời mưa to hơn mọi ngày, vì như thế làm em nghĩ đến anh trong mọi giây. Trong cơn mưa hôm nay sao lại có nắng, giống như anh trong lòng cũng đang nhiều trống vắng. Chắc là do tim em đang cần ai đó, có phải là anh một bàn tay hay bờ vai đó. Suy nghĩ trong em có chăng anh hiểu rõ. Lắm anh phải yêu anh, mong anh một ngày sẽ hiểu nó. Nếu con thuyền là em một ngày sẽ ra khơi, anh là bến gỗ gọi thật to liệu em có trả lời. Sang đây là sóng để số đẩy em dã rời. Chỉ cần anh nói là về, ok em sẽ đợi. Đợi nơi mà em đã từng, để em sẽ nhìn thấy anh. Đợi nơi mà em quay lưng, để em vẫn còn nhớ anh. Đợi nơi mà em bước đi, không ngần ngại. Đợi nơi mà em, vì anh mà dừng lại. Thôi, tớ hết sâu rồi cậu ạ. Tớ đợi anh đổ lên thôi rồi tớ xuống. Muốn xa rời nhau như lúc sau và ban đầu. Em lâu đôi rồi. Bíp bí. Mở bài, mở lại cái bài anh đổ lên cho anh. À chưa. Bíp bí. Bíp bí trước nha. Thôi đi. Gấu bằng què. Khóc cái gì? Ôi dồi ôi, Thắng ơi Thắng, bây giờ mình xuống sâu rồi cậu còn chào tớ. Mình xuống bây giờ thôi đi. Xám quá à, gấu à. Lần tiên em gặp anh trong á, trong cái sâu của em luôn á. Thế mà đã nói là cái gì mà không quan tâm. Dạ vâng. Ơ, cậu không cần phải đuổi đâu, tớ xuống bây giờ mà. Tớ cũng mệt lắm. Không phải đuổi đâu, tại vì tớ đội idol lên thôi. Đúng thế à. Hả? Gì cơ? À, đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa. Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu mơ. Là trong anh okay, được bấy okay, nhiêu nỗi nhớ em. Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đếm sao. Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao. Là trong lòng anh còn bấy nhiêu những nỗi lo. Sợ mình đánh mất em khi thu vừa sang lá xanh bông của vàng. Khi mưa còn chưa tới. Đợi tí rồi người ta sẽ lên mà. Anh, no, no. Không phải đuổi. Ờ, ấy đồ sau hình như là chị móng á. Mai tớ sâu rồi này. 18 rồi. Ở đây. Có tiếng nhoi mic. Em vừa thấy anh khó nhoi mic xong á. Mà sao mà phải giữ im lặng cho người ta nghe nhạc nhớ chưa. Chẳng phải kiếm đâu xa. Vẫn giữ okay. Bầu trời của riêng chú. Ồ kệ Doremi chú. Ồ Doremi không lên kệ Doremi chú. Thôi đi gấu ơi. Đã lỡ yêu. Đã lỡ yêu rồi. Thế cơ á. Thế là gấu mới. Lâu lắm mới được khen, trời ơi. Lâu lắm mới được khen á. Làm sao đây. Tớ không biết, cậu nhắn tin hỏi đi. Em không biết á. À đây rồi, idol lên rồi, bye bye mọi người. Hẹn mọi người vào tối ngày mai nha. Bye bye.